tẩu hỏa nhập ma có thật hay không? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trong xã hội xuất hiện một thuyết rất phổ biến, ảnh hưởng cũng rất rộng đến con người. Đó là thuyết tẩu hỏa nhập ma. Nhiều người vì nó mà không dám thực hành các bộ môn như thiền định, khí công, yoga. Tuy nhiên, hiện tượng này thực ra chỉ là sự hiểu lầm bởi sự thiếu hiểu biết của nhiều người và nó không tồn tại. Tẩu hỏa nhập ma là một khái niệm hoàn toàn xuất hiện từ truyện võ hiệp, không chỉ của Kim Dung. Nó miêu tả trạng thái của một người luyện công bị thiên sai, đi đến khủng hoảng tâm thần và đảo lộn hết các trạng thái sinh lý, thậm chí có thể dẫn đến điên loạn hay mất mạng. Khái niệm giật gân này mang tính chất kích thích tâm lý người xem rất mạnh, tên gọi nghe cũng ấn tượng. Vì thế nó rất dễ đi vào đời thường và trở thành một định kiến khó giải. Tẩu hỏa nhập ma có tồn tại không? Thực tế, không tồn tại bất cứ một hiện tượng nào gọi là tẩu hỏa nhập ma. Trong các sách tu luyện chính thống xưa nay chưa từng có khái niệm tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, những biểu hiện thất thường khó lý giải của người tu tập thường được gọi chung là tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta có thể đọc các cuốn sách tu luyện nổi tiếng như Đan Kinh, Đạo Tạng, Tính Mệnh Khuê Chỉ hay các sách võ thuật, đồng thời cũng là nội gia quyền của Thái Cực Quyền. Trong các sách đó, chưa bao giờ nhắc đến hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Khái niệm này chỉ xuất hiện khi bắt đầu có truyện kiếm hiệp. Từ tẩu hỏa tạm hiểu là tạo ra lửa. Vậy trong hiện thực xưa nay, có ai từng nhìn thấy những người bị cho là tẩu hỏa nhập ma có thể tạo ra lửa bằng tự thân hay chưa? Ngay trên ý nghĩa, chúng ta cũng thấy khái niệm này là hoàn toàn phi lý. Vậy nếu đây chỉ là khái niệm bị hiểu nhầm, thì những hiện tượng nào bị nhầm lẫn là tẩu hỏa nhập ma? Một, người mắc bệnh tâm thần. Nhiều người cho rằng những người bị tẩu hỏa nhập ma thường có biểu hiện bất thường, không lý trí. Điều này có thể do chính bản thân người đó bị bệnh tâm thần trước hoặc đang thực tập luyện khí công, yoga, thiền, võ công. Với người trước khi luyện tập bị bệnh tâm thần thì còn dễ lý giải rằng họ không bị tẩu hỏa nhập ma mà chỉ là biểu hiện của bệnh tâm thần. Thế nhưng với những người tập luyện dễ mắc một rối loạn tâm thần nào đó như tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, rối loạn stress sau sang chấn, đến một lúc nào đó họ bị mắc bệnh. Chính điều này khiến nhiều người không lý giải được và cho rằng người đó bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu người ấy phát tác bệnh ở chính nơi đang tập luyện thì rất dễ bị chụp mũ tẩu hỏa nhập ma. 2. Người bị phụ thể khống chế. Theo quan điểm Phật gia, linh hồn và thân xác hợp nhất mới tạo nên một con người. Linh hồn con người sẽ quyết định hành động của thân thể. Có rất nhiều người không muốn hoặc không khống chế được bản thân nên bị những thứ gọi là phụ thể khống chế. Có thể hiểu phụ thể là linh thể tầng thấp như cáo, chồn, rắn. Ví dụ tiêu biểu nhất chính là nhân vật Đát Kỷ trong Bản Phong Thần bị con cáo chín đuôi chiếm hữu thân thể và làm những điều sằng bậy. Chính những phụ thể này điều khiển con người làm nên những hành động bất thường mà người ta khó lý giải và cho đây là tẩu hỏa nhập ma. Thế nên dù có tu luyện hay không thì khi ý thức mạnh mẽ, chính trực và kiên định, không truy cầu công năng hiển thị bản thân sẽ không xuất hiện bất kể vấn đề gì. 3. Người có trạng thái quá khích. Hiện nay, khoa học đã công nhận sự hiện diện của con mắt thứ ba. Con mắt này có khả năng nhìn thấy những không gian và những điều mắt thường không nhìn thấy. Và có một số người khi thực hành môn pháp tu tập nào đó có thể khai mở con mắt thứ ba. Ví như trong cuốn tự truyện có tựa đề The Third Eye, con mắt thứ ba của Lạc Ma Tây Tạng Lobsang Trampa, người có bằng y khoa từ trường Đại học Trùng Khánh Trung Quốc có viết rằng thể xác con người được bao phủ bằng một lớp vỏ như sương mù muôn màu nghìn sắc. Đó là hào quang. Những vị có thần nhãn nhìn vào hào quang của một người có thể quan sát các màu sắc đó mà hiểu được tình trạng sức khỏe, đức hạnh và trình độ tiến hóa tinh thần của người ấy. Những điều mà vị Lạc Ma Tây Tạng này nhìn thấy
thì người thường không thể nhìn thấy. Người tu tập thấy được những điều ở không gian khác, nhưng cách biểu hiện những gì họ thấy bất thường khiến người khác khó lý giải, khiến nhiều người cho rằng họ bị tẩu hỏa nhập ma. Một trường hợp khác đó là khi người tu tập tìm được chân lý nhờ chính đạo nên phấn khích mà có những biểu hiện bất thường khiến người khác nghĩ họ bị tẩu hỏa nhập ma. Trong truyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không khi được nghe Tổ sư Bồ Đề giảng chính đạo, sướng quá đến nỗi xoa tai vuốt má, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Bỗng bị sư tổ trông thấy, gọi lên bảo: "Ngươi ngồi trong lớp tại sao lại điên cuồng nhảy nhót, không nghe ta giảng?" Ngộ Không thưa: "Con thành tâm nghe giảng, đến những chỗ sư phụ giảng nhiệm màu quá, lòng vui mừng khôn xiết, không nhịn được nên có những điều bộ như vậy, mong sư phụ tha tội." Biểu hiện của Tôn Ngộ Không có thể nói là giống như lời Khổng Tử dạy: "Triêu văn đạo, tịch khả tử." Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Thế nhưng người bình thường khó có thể lý giải được điều này và cho rằng những hành động này là tẩu hỏa nhập ma. Đặc điểm chung của hai trạng thái quá khích này khiến những ai không tu tập cũng rất khó lý giải. Đó cũng là nguyên nhân gây hiểu lầm của hầu hết các trạng thái mà người ta cho rằng đây là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Vậy suy cho cùng, tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn không tồn tại. Có chăng chỉ là những danh từ do các nhà văn, các khí công sư giả lừa người đưa ra mà thôi. Muốn tu hành đắc chính quả, duy chỉ có tìm đúng chính pháp mà tu luyện, tìm đúng chân sư mà học. Bởi vậy, cổ nhân có câu rằng: "Nghìn năm chẳng được chính pháp, còn hơn một ngày tu thiền cáo hoang." Một lần lỡ theo tà đạo oai môn hay bị phụ thể nhập thân thì coi như đời người ấy đã trở nên nguy hiểm rồi. Nhân thân nan đắc, tiếc lắm thay.